cả nhà cùng vui. Sân chơi dành cho các gia đình, thể hiện sự hiểu nhau, sự kết nối và những sẻ chia. Con hay chơi với ba nhiều hơn hay là với mẹ nhiều hơn? Ba lúc nào cũng tạo tiếng cười cho cả nhà hết. Hai cha con thì rất là thương nhau, nhưng mà cứ ở nhà mà hãy sáp lại chơi tí xíu là sẽ cãi lộn. Sự đáng yêu nhí nhảnh từ các bé. Nhộn. Mình là đàn ông không cha? Ba con có cái hơi thổi đóng ba người nên. Hay sự khéo léo, điềm tĩnh và thông thái đến từ bậc phụ huynh. Yeah! Những tâm tư, lời nhắn nhủ chưa từng được thổ lộ với nhau. Chỉ mong là gia đình lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Sau giờ làm việc mình cũng dành thời gian để chơi với con nhiều hơn. Tất cả được bật mí trong chương trình Cả Nhà Cùng Vui, 17 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.